Nếu chúng mình cứ cố nhét một mớ từ vựng mà các từ lại chẳng liên quan gì đến nhau thì não bộ sẽ nhăn nhó và từ chối tiếp nhận thông tin này. Còn nếu mà chúng mình đã phân cấp từ vựng rõ ràng, mạch lạc thì não bộ của chúng mình sẽ dễ tiếp nhận và có vẻ vui vẻ để đón nhận những thông tin này và dễ ghi nhớ chúng hơn rất là nhiều đấy. Xin chào các bạn! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube của Elight và series các bạn đang xem có tên là Phá đảo tiếng Anh. Tập ngày hôm nay là tập 07 rồi. Điều này có nghĩa là đã có 06 tập được lên sóng. Thay mặt cho đội ngũ Elight thì Trang xin được gửi lời cảm ơn tới sự ủng hộ, sự theo dõi của các bạn. Và các bạn đã dành rất nhiều tình cảm cho đội ngũ chúng mình. Đó là động lực rất lớn để chúng mình tiếp tục thực hiện những tập tiếp theo của series này. Các bạn biết không, chúng mình ngày nào cũng đọc bình luận của các bạn đấy. Và thể theo nguyện vọng của các bạn thì Elight đã cho ra đời một kênh, đó là kênh Podcast. Ở đây thì chúng mình sẽ tiếp tục tâm tình thủ thỉ và chia sẻ nhiều điều thú vị về tiếng Anh nhé. Các bạn có thể click vào link ở phía phần miêu tả để tìm xem phần podcast của Elight ở đâu và theo dõi chúng mình ở đó nhé. Và tập ngày hôm nay là tập số 07. Đồng hành cùng với tập 07 ngày hôm nay sẽ chính là siêu nhân phá đảo tiếng Anh. Mình cũng sẽ tiếp tục sử dụng sách tiếng Anh cơ bản cũng như là chương trình online để có thể minh họa phần kiến thức trong video ngày hôm nay với các bạn nha. Rồi, trong tập 07 này thì chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về 4 kỹ năng liên quan tới chủ đề gia đình này. Phần ngữ pháp thì sẽ là các loại câu cơ bản trong tiếng Anh. Và đặc biệt là mình sẽ chia sẻ thêm hai cách học từ vựng cực kỳ vui vẻ và nhớ được khá là nhiều từ đấy. Bạn nào muốn tham khảo chương trình của Elight thì có thể click vào link ở góc trái màn hình nha, hoặc là lại kéo xuống phần mô tả để xem nhé. Còn bây giờ mình rất hào hứng để chia sẻ với các bạn phần kiến thức rồi đấy. Chúng mình bắt đầu luôn thôi nha. Chúng mình sẽ dành ra 6 ngày để học bài này nha. Chi tiết mỗi ngày học như thế nào thì các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Mỗi ngày chúng ta sẽ cố gắng dành ra từ 1 tiếng tới 1 tiếng 30 phút và tốt nhất là 2 tiếng để có thể học tiếng Anh nhá. Đó, các bạn theo dõi trên màn hình để biết là mỗi ngày mình sẽ học cái gì nha. Để đạt hiệu quả cao nhất với việc tự học tại nhà thì trong quá trình học, ngoài việc là học với sách ra thì khi các bạn học phần ngữ pháp, về ngữ pháp ở đây là các loại câu cơ bản trong tiếng Anh đúng không, thì các bạn rất nên xem video hướng dẫn này, video giải thích ngữ pháp cực kỳ chi tiết này ở trong khóa ngữ pháp online nha. Đây chính là bài số 01. Khi bạn xem xong video này thì các bạn có thể kết hợp làm phần luyện tập bài tập luôn ở trên hệ thống này, hoặc là làm phần bài tập luyện tập ở trong sách của chúng mình cũng được. Còn riêng với phần học giao tiếp 4 kỹ năng nghe nói đọc viết thì khi mà các bạn học về chủ điểm gia đình, tức là nói về gia đình của mình, thì các bạn rất nên kết hợp với việc là xem các tình huống thực tế, xem cái tình huống thực tế khi nói về gia đình của mình ở trong khóa giao tiếp cơ bản. Thì chủ điểm này sẽ là chủ điểm sẽ nằm ở trong bài số 21 của khóa học này. Đây, nó sẽ như thế này. Thì ở đây sẽ có phần tình huống thực tế mà người bản xứ người ta nói luôn cho mình để mình hình dung là vậy thì khi nói về gia đình thì không biết người bản xứ người ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Thì các bạn học ở đây thì các bạn sẽ có được tiếng Anh tự nhiên nhất. Ví dụ như đây. Do you have any siblings? Yes, I have 3 younger brothers. Really? Wow. Do you all look alike? Khi các bạn xem xong phần video do người bản xứ thực hiện khi nãy rồi, có thể là các bạn đã hiểu là phải nói như thế nào rồi, thì bây giờ các bạn sẽ phải thực hành cái phần nói đó của mình. Nếu mà mình thực hành ở nhà và mình học một mình thì nhiều khi mình sẽ bị chán, mình bị nản. Thế nên là các bạn sẽ rất là cần phải vào cái phần game này để mà vừa... Đấy. Do you have any siblings? Các bạn thấy không? Tức là mình nghe cái câu đó xong thì mình sẽ được ghi âm lại cái câu đó và máy sẽ kiểm tra cho mình xem là mình đã nói được đúng hay chưa. Thì cái tính năng này là tính năng kiểm tra phát âm tự động, rất là hay giúp cho mình ở nhà mà vẫn có thể tự học được, mà đảm bảo được là mình vẫn được phát âm đúng và nói tiếng Anh tự nhiên nữa chứ. Rồi, đấy là cách để chúng mình học về ngữ pháp và giao tiếp cho hiệu quả kết hợp giữa sách và online nha. Lưu ý là trong quá trình học, nếu mà mình có bất kỳ cái thắc mắc nào mà mình cảm thấy khó, ở câu nào mình đọc sách không hiểu, mình nghe ở đây mình chưa hiểu chẳng hạn, thì mình có thể lập tức là vào cái phần hỗ trợ giảng viên này. Đó, các bạn chỉ việc nhấn vào cái nút hỗ trợ giảng viên ở góc phải màn hình này thôi là có thể trao đổi với giảng viên rồi. Mình rất là khuyến khích các bạn làm việc này luôn, bởi vì nếu mà mình có một cái khó khăn xong mình chán, mình bỏ cuộc ấy thì rất là không ổn đúng không? Nhưng mà nếu mà mình đưa cái khó khăn đấy ra và giáo viên gỡ rối cho mình thì mình sẽ có động lực để học tiếp đấy.
Lưu ý là nếu như bạn đang cần tập trung thời gian để luyện thi như là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia chẳng hạn, tức là những kỳ thi mà kiểm tra nhiều về từ vựng và ngữ pháp, thì bạn có thể bỏ qua ngày số 5 và ngày số 6, tức là ngày học kỹ năng nghe và nói. Tuy nhiên, nếu như bạn đang là người mất gốc tiếng Anh và muốn học tiếng Anh bài bản lại từ đầu để có thể giao tiếp được, thì bạn sẽ cần tuân thủ học cả 6 ngày này nhé. Mình có thể thắc mắc là mình đang muốn học nghe nói cơ mà, tại sao lại bắt mình học ngữ pháp nhỉ? Câu trả lời là bởi vì nếu bạn không học các loại câu cơ bản trong tiếng Anh thì bạn khó lòng có thể nói được một câu tiếng Anh đúng đấy. Vậy nên là cứ yên tâm để học nha. Bây giờ thì mình sẽ cùng học với các bạn ngày học đầu tiên nha. Đó là ngày học từ vựng theo chủ điểm là gia đình và nghề nghiệp. Các bạn có sách thì có thể mở sách trang 80 luôn. Mình sẽ thấy phần hình ảnh từ vựng đây rất là sinh động như thế này. Lý do vì sao mình lại học từ vựng cùng các bạn, bởi vì đây là chủ điểm tuyệt vời để minh họa cho một trong những cách học từ vựng khá là thú vị, là học từ vựng qua mind map. Đây, bây giờ các bạn có thể quan sát hình ảnh bên cạnh. Các bạn thấy là trông thì rất là thú vị, bắt mắt đúng không? Mà còn có vẻ là rất là logic nữa nhỉ? Thực tế thì não bộ của chúng ta sẽ dễ tiếp nhận và ghi nhớ thông tin nếu thông tin đó được phân loại, phân cấp rõ ràng mạch lạc đấy. Vậy nên nếu chúng mình cứ cố nhét một mớ từ vựng mà các từ lại chẳng liên quan gì đến nhau thì não bộ sẽ nhăn nhó và từ chối tiếp nhận thông tin này. Còn nếu mà chúng mình đã phân cấp từ vựng rõ ràng, mạch lạc thì não bộ của chúng mình sẽ dễ tiếp nhận và có vẻ vui vẻ để đón nhận những thông tin này và dễ ghi nhớ chúng hơn rất là nhiều đấy. Đó là lý do vì sao mà khi học từ vựng về chủ điểm gia đình thì các thầy cô tại Elight đã phân cấp thông tin, phân cấp từ vựng thành một cái cây từ vựng trông như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó, chắc chắn là khi nhìn vào cái bảng như thế này thì não các bạn đã cảm thấy vui vẻ, mỉm cười và muốn học cái bảng này và muốn ghi nhớ những cái từ vựng này rồi đấy. Các bạn không tin à? Thử học ngay bây giờ xem nhé. Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát từ vựng cây gia đình ở trên màn hình nhé. Vậy khi nào thì mình cần sử dụng mind map để học từ vựng nhỉ? Đó là khi mình cần học một lúc nhiều từ vựng này, các từ vựng theo chủ đề và đặc biệt là các từ phải có tính liên quan tới nhau hoặc là phân cấp được cho nhau nha. Đó là cách học từ vựng thứ nhất, còn bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách học từ vựng số 2 nha, gọi là học từ vựng qua chuyện trên. Đây là một cách học khá nổi tiếng của người Do Thái đấy. Với cách học này thì chúng mình sẽ tự sáng tác một câu chuyện mang phong cách của riêng mình, hoặc là mình có thể chế tác lại một vài câu chuyện thú vị mà mình đang thích chẳng hạn. Sau đó thì mình sẽ thay một từ hoặc một cụm từ bằng tiếng Việt ở trong câu chuyện đó bằng từ hoặc cụm từ bằng tiếng Anh, cái từ mà mình đang cần học đó. Rồi, ví dụ như các bạn quan sát vào từ về gia đình, từ cụm từ về gia đình ở trang số 81. Đây, cái bảng này, cái phần này, những cái từ vựng ở đây. Đó, đây là những cái từ vựng về chủ điểm gia đình để mình nói về mối quan hệ của mình với những thành viên khác trong gia đình. Thì nhìn qua thì mình thấy rằng những từ này có vẻ dài. Thực ra đây là những cụm từ có vẻ dài và khá là khó học đúng không? Và mình cũng không thể nào mà vẽ ra một cái mind map cho những từ này. Vậy nên mình sẽ thử sáng tác một câu chuyện nhé. Các bạn có thể quan sát lên màn hình để xem là câu chuyện mà cô Trang chế tác lại từ một tác phẩm văn học cực kỳ nổi tiếng sẽ giúp mình học từ vựng như thế nào nha. Các bạn quan sát đoạn văn vừa rồi thì thấy là mình sử dụng khá là nhiều cụm từ mà mình cần phải học ở trong bài gia đình này, mình chêm vào trong cái câu chuyện đó đúng không? Đấy, thì ví dụ như ngay ở câu đầu tiên thôi, mình biết là cụ cố tổ thì có một gia sản kích xù, thế nên con cháu thì luôn tỏ ra là hiếu kính với cụ và kiểu ai cũng muốn đến để chăm sóc cụ, để lấy lòng cụ ấy. Thì cái chữ chăm sóc ở đây chính là take care of, đúng không? Take care of somebody là chăm sóc cho ai đó. Và mình đã thay cái cụm đó vào cho cái từ chăm sóc ở trong cái câu đấy. Thế là khi mà mình đọc cái câu đấy thì, tức là đọc cái câu ở trong đoạn này, là cụ cố tổ có một gia sản kích xù và con cháu thì tỏ ra hiếu kính và mong muốn take care of cụ cố tổ, là mình hiểu luôn take care of nghĩa là gì rồi đúng không? Tương tự với các câu ở dưới thì các bạn có thể chế tác lại theo cách các bạn muốn thôi, miễn sao các bạn nhìn vào là nhớ ngay được cái từ hoặc cụm từ mình cần học là được. Để thực hành cách học từ vựng qua chuyện chêm thì Trang sẽ tặng cho các bạn 5 từ và cụm từ ở đây. Các bạn có thể tự sáng tác hoặc chế tác một mẩu chuyện để học 5 từ và cụm từ này nhé. Hãy nhớ là comment tác phẩm của mình ở phía dưới phần bình luận để cho các bạn khác có thể vào đọc và tham khảo nha. Thực ra thì mình không hoàn toàn ủng hộ học từ vựng qua chuyện chêm dành cho tất cả mọi đối tượng. Phương pháp này thì có thể sẽ phù hợp với những bạn mà tiếng Anh còn rất là kém. Khi các bạn mới học tiếng Anh và các bạn cảm thấy rất là nản trong việc học từ vựng thì các bạn có thể thử phương pháp này. Cái hay nhất của phương pháp học từ vựng qua chuyện chêm mà mình thấy đó là nó rất là vui. Nó có thể giúp các bạn
cảm giác là nạp từ vựng vào một cách nhanh chóng, bởi vì là sau một câu chuyện bạn sáng tác hoặc chế tác là bạn đã nhớ được một vài từ hoặc cụm từ rồi. Còn thực ra nếu mà nói là phương pháp này có hiệu quả để giúp các bạn nghe, nói, đọc, viết được tiếng Anh với cái từ hoặc cụm từ các bạn vừa học không thì thật sự là rất là khó. Vì vậy nếu mà bạn học và bạn cảm thấy nản quá, thỉnh thoảng bạn nản thì bạn có thể sử dụng truyện tranh để học tiếng Anh. Còn về đường dài thì chúng mình vẫn nên học một cách bài bản, đó là học từ, cụm từ bao gồm đầy đủ cả phiên âm, cách phát âm, nghĩa của từ, loại từ, ngữ cảnh sử dụng từ đó. Và các bạn nhớ là phải đặt câu để sử dụng được cái từ và cụm từ các bạn vừa học nha. Đó, còn với những bạn mà đã có trình độ tiếng Anh cao hơn rồi thì chúng ta sẽ nạp từ vựng theo cách nào? Chúng mình có thể học qua mind map, có thể học qua phim ảnh, báo chí, nói chung là có rất nhiều cách học khác nhau. Mà bạn thấy cách học nào phù hợp với mình thì các bạn cứ áp dụng nhé. Video ngày hôm nay đến đây khá là dài rồi đúng không nhỉ? Bạn biết nhiệm vụ của mình bây giờ là gì rồi chứ? Chính xác rồi, hãy mở sách và chương trình online ra cùng nhau học bài 7 nhé. Bạn có câu hỏi nào thì cũng đặt ở phần bình luận nha. Trang và các thầy cô sẽ cố gắng đọc từng comment của các bạn và trả lời cho các bạn thật chi tiết nha. Nếu bạn muốn học thử chương trình phá đảo tiếng Anh của Elite thì có thể bấm vào góc trái màn hình hoặc kéo xuống phần mô tả ở phía bên dưới để học thử trước, gọi là trải nghiệm trước, trước khi quyết định là có dinh em nó về không nha. Và cũng đừng quên là ấn vào nút theo dõi cũng như là ấn chuông để sẽ là những người đầu tiên gặp lại mình trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye!